Xin chào cả nhà đã đến với kênh của mình nha. Buổi sáng nay là trời quang mây tạnh này cả nhà, nên mình đưa cô gái mình đến trường ha. Chứ thường thường là trời mưa là ông xã mình ông đưa cho mình, không có đưa cháu đi lên trường. Rồi sẵn đây mình quay một đoạn buổi sáng cả nhà ngắm biển thư giãn cùng mình buổi sáng này nghe. Tháng đây là tháng mưa của ông trời ha, nên sóng nay cũng lớn cả nhà, mà nước nó đục nữa. Cho nên mấy anh em này đi xuống thì đâu có dám xuống tắm biển đâu, chỉ ở trên tập thể dục buổi sáng thôi. Chị đi chợ giờ chưa về luôn. Giờ mình về chợ nhỏ trong xóm mình á, mình cũng có mua một ít đồ để về nấu cơm buổi trưa thôi cả nhà. Đây cái anh trai đây, anh bán đồ nấu cho mình nè. Sau khi trên đường mình về cả nhà, mình cũng ghé mua ké ha, với ít đồ nấu chua để mình về mình nấu chua nha. Trưa đây thì mình nấu chua với lại mình kho ké như vậy. Khi mình nấu chua là mình mua được 3 con ké bông binh rồi cả nhà. Mình cầm máy cái tay mình nó hơi run một xíu cả nhà thông cảm nha. Đây 3 con ké đây 1 kg 3 ké bông binh biển nữa cả nhà, tươi ghê luôn. Bây giờ mình về mình cắt ra. Mình cắt ra là mình lấy cái khúc mình á, với là cái đầu mình nấu chua ha. Còn mình lấy một nửa dưới là mình kho keo. Khi mình kho là mình kho sẻ nè. Dạng như cái ké này thì kho keo rất là ngon, kho tiêu cả nhà, nhưng mình không có ăn vậy, nhưng mình thích ăn là mình sẻ với ngũ vị hương, với hành, với là sa tế ha, mình bỏ sa tế luôn với ớt, đây một ít bột nghệ luôn. Khi mình ướp ké mình kho luôn, rồi mình mua đây cũng là nấu chua luôn ha. Khi mình mua nấu chua thì có đầy đủ gì ha, bạc hà, ý ngũ, giá, mi, kè thơm, mình sơ chế sạch sẽ hết, rồi mình sẽ cắt ra, mình sắc ra hết rồi cả nhà về bếp cùng mình để nấu nha. Sau khi 1 kg bê ké mình cũng đã cắt ra được nhiêu đây nha cả nhà. Một nửa thì mình để mình nấu chua ha, cái đầu với cái mình nấu chua, còn đây là cái khúc đuôi, khúc dưới là để mình kho ha. Bây giờ mình ướp cái ké này để mình nấu chua trước nè. Cho vào đây 2 muỗng mắm, 2 muỗng hạt nêm, 2 muỗng bột ngọt. Mình ướp bây giờ trước khi mình nấu thì mình không có cho bột ngọt nữa nha. Với 1 ít ớt luôn ha. Bên cha chút hành củ mình để dễ vào đây luôn. Rồi mình trộn ra. Mình trộn mình để cỡ 15 phút rồi bắt đầu mình nấu ha. Ké mình để nấu chua mình ướp gia vị rồi, bây giờ mình bỏ qua một bên. Mình sẽ ướp ké đây để mình pha curry ha. Khi mình ướp ké thì mình cho vào đây 3 muỗng mắm nha. Mình không có ướp muối. Hai muỗng hạt nêm, 2 muỗng bột ngọt, 2 muỗng lưng thôi cả nhà, bột ngọt mà không có cho nhiều. Rồi mình cho hết sẻ vào đây luôn. Để mình bên giới thiệu ở nhà mình có bằm tỏi nữa nè, bảo một ít tỏi nè, một ít hành củ. Để mình chừa một ít chút đó mình bao ha, mình bao dầu cho nó thơm nha. Mình cho 2 muỗng sa tế vào luôn ha. Sa tế tôm cả nhà, có 1 muỗng nhỏ nghệ mình cho vào đây luôn, 1 muỗng bột vị hương. Bên mua bột curry cả nhà, giờ có muỗng vị hương mình bỏ mình ướp luôn cũng được. Mình
rất ít tiêu vào luôn. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng đường. Rồi mình nấu chút, mình nêm nếm lại ha. Trộn lên. Bây giờ mình để một bên cho nó thấm ha. Bây giờ mình nấu chua trước nha cả nhà. Bây giờ mình cho dầu cho mình nấu canh luôn ha. Canh thì mình đổ dầu ít thôi cho nhà mình không có thích ăn dầu nhiều. Cho hành đi, tỏi băm vào đây. Cho ké vào đây luôn. Ké mình teo sơ ra, giờ mình múc ra tô nha. Mình không có cho lâu, khi mình còn nấu lại mình sợ nó nát á. Thì mình vớt ké, mình cho nước vào đây luôn. Ấm nước mình đã nấu sôi sẵn ha. Mình nấu cho nó mau. Mình đổ theo liều lượng của nhà gia đình mình ăn nha. Cho mắc mè vào. Cho nên nồi cơm chua mình nó có màu đẹp, mình cho ít màu hạt điều vào đây ha. Cái nãy này mình bầm kè đây, mình tao nó cũng đỏ lắm cả nhà, nhưng mình không có bầm. Khi nước nó sôi rồi mình thả ké vào đây luôn. Xíu cho cái mì này nó chín chút ha. Rồi mình vớt ra mình mới thả rau và thè đồ vô luôn. Bây giờ mình cho muỗng muối vào đây nha. Nãy mình chỉ nêm mắm thôi. Còn gia vị bột ngọt cái hạt nêm mình đã bỏ rồi, bây giờ mình không bỏ nữa. Mình cho muỗng đường vào luôn. Vậy là cánh chua mình đã nấu xong rồi ha. Mình nêm nếm vừa ăn nha cả nhà. Giờ mình tắt bếp. Mình chạy vào đây rồi mình ôm ké luôn. Khi hành tỏi mình đã thơm rồi, mình cho con ké một chút nãy vào đây. Rồi ké xong, khi mình nó xong rồi nha cả nhà, mình để nước đi là vừa ha, nó keo keo gì là để mình chấm dưa nha. Bây giờ mình tắt bếp ha. Mình đã nấu xong rồi nha cả nhà. Giờ mình múc ra ăn. Mình ăn thì mình cũng có kèm một dĩa hộp giòn để chén miệng nha cả nhà. Và cả nhà ăn cơm với mình nha. Mình ăn món hạt chua. Cái nấu người ta cũ là tỏi vô thơm nữa nha. Ngon. Mình ăn miếng ké mình âm nha. Thơm nó thấm rồi cả nhà, thơm ghê luôn. Mặn mặn ngọt ngọt. Mình đã thơm rồi ăn. Một khuyên hương nha, ăn sẽ. Cái món ké này nè, mình kha tiêu, kha keo với tiêu cả nhà. Ngon. Nhưng là mình cái món này mình thích ăn gì nè, mình thích ăn không cho tôi chia sẻ gì ạ.
thơm. Đây cũng kém một con này để dai á. Mấy em nhậu không hái kém được đó nha. Ngu về không bảo nước. Ngon. Nước uống làm gì cũng đủ rất là ngon. Ở mình lại que giật mưa riêng một ngày cái nha, một ngày một đêm luôn á. Trời ơi, mình không ra đường được luôn. Bữa nay sẵn chợ nắng, chợ gánh bên trường. Rồi sẵn lấy mình kiếm mua luôn nè, ké nó tươi ra. Ké nó quớt nó dài luôn á. Bữa sáng nó trời nắng rồi, nó hanh hanh, không có mặt trời rồi. Rồi cái không có gió. Thường thường trời có gió là tan mây á, cái nhà không có mưa. Mình ở biển chứ cái con cá một bệnh này nó không biết có lắm đó nha. Lâu lâu mình mới gặp. Mình gặp mình mua mình ăn con cá rồi. Nó dai thật đó. Cái video khúc sau này mình quay xong nó bị tối cả nhà. Lúc này mình cũng bật điện trong nhà mà sao video của mình nó cũng bị tối. Cả nhà xin về thông cảm cho mình nha. Bữa nay mình ngồi ăn đổi chỗ cả nhà. Sao chỗ này bữa nay nó tối nha. Con cá biển là cái một bên nữa nha. Ít có. Lâu mình cũng gặp một lần. Thấy là mình vô mình mua. Mấy đạn nhỏ mà anh thấy kém, đạn khó lắm, mua dạng nướng. Bạn kém để chai á. Mình cũng cảm ơn cả nhà đã xem video và yêu mến mình và đăng ký kênh ủng hộ mình vừa qua. Thì mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Kênh mình thì nó nhảy rất là chậm nhưng mình cũng ráng cố gắng. Mình cũng chúc cho cả nhà dồi dào sức khỏe và an lành hạnh phúc ha. Cũng cố gắng. Mình cứ làm tiếp theo video. Tân chua kép một mình rất ngon luôn. Giờ mình ăn hai miếng hầm giòn chén miệng nha. Giờ này cũng cỡ 11 giờ mấy ra cả nhà. Trong nhà mình nó bị tối nha. Hầm mình nó ngọt ra, mua mình đơm á. Đơm cũng một đó nha, hẹ xuống mình ăn. Mình để lâu quá, để chín nó ngon hơn. Vậy thôi, video của mình đến đây tạm dừng ở cả nhà. Mình chúc cả nhà cuối tuần bình an sức khỏe và vạn sự như ý ha. Chào cả nhà.